xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Ngã thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lũ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế điện khẩn các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 89/TB-VPCP, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp đột xuất về công tác phòng chống dịch COVID-19 do tình hình diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là tại các nước có chung biên giới với Việt Nam
và tại một số địa phương trong nước. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo và phát biểu của đại biểu dự họp, ý kiến của hai Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến kết luận như sau. Tại Việt Nam, sau hơn 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2021 đã ghi nhận chùm ca bệnh với 13 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hà Nam và khả năng sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao. Trong một tháng qua, Ban Bí thư đã có công điện chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã luôn tập trung lãnh đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19. Điện ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết số 45 NQCP ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, công điện số 540 CDTTG và số 541 CDTTG ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 81 TBVPCP ngày 26 tháng 4 năm 2021 và số 82 TBVPCP ngày 29 tháng 4 năm 2021, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong khâu quản lý, giám sát y tế, trong cách ly tập trung đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đây cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hà Nam từ ngày 29 tháng 4 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và thành quả to lớn rất ấn tượng về phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được trong thời gian qua của cả nước, nhất là các lực lượng trên tuyến đầu như y tế, quân đội, công an. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và các tỉnh, thành phố liên quan đến chùm ca lây nhiễm bệnh vừa qua khẩn trương, thần tốc, truy vết nhanh, phát hiện sớm, cách ly ngay, khoanh vùng gọn, điều trị tích cực, đồng thời kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra ổ dịch bệnh ở Hà Nam, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, để bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau. 1. Đảm bảo các mục tiêu. Vừa phải phòng chống dịch, khắc phục có hiệu quả, vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là những nơi đang có dịch và có đường biên giới với các nước láng giềng. Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp ngày 23 tháng 5 năm 2021. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 đã được Quốc hội giao. 2. Kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyệt đối không được thỏa mãn với thành tích đã đạt được, không chủ quan lơ là mất cảnh giác. 3. Các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh khẩn trương thực hiện. A. Thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, kiên quyết không để dịch lây lan nhanh. B. Chủ động sẵn sàng đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, quốc phòng, công an, đảm bảo hoạt động phòng chống dịch khẩn trương, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn. C. Phát huy vai trò của tổ phòng chống COVID cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị của địa phương, ủng hộ và tham gia phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương. 4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các giải pháp sau. A. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. B. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn
đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người. C. Tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. D. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, căn cứ điều kiện của địa phương và tình hình dịch trên địa bàn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch và chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhất là trong phòng chống và khắc phục có hiệu quả dịch COVID-19. 5. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố. A. Phối hợp với các địa phương khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, chủ động hỗ trợ, điều phối, tổ chức thực hiện xét nghiệm trên diện rộng và kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị, đặc biệt với các trường hợp bệnh nặng hoặc vượt quá khả năng của địa phương. B. Tiếp tục chỉ đạo khẩn trương tổ chức mua, sản xuất, thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn, không để xảy ra gián đoạn công tác tiêm chủng, nhanh chóng thực hiện tiêm chủng vaccine có lộ trình khả thi, hiệu quả cho người dân. C. Bộ Y tế tích cực tìm nguồn vaccine trên tinh thần chỉ đạo, làm mạnh mẽ, chủ động, tích cực, kịp thời hơn nữa, tiếp cận với nhiều nguồn hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng và người dân, nghiêm cấm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm tiêu cực. 6. Các bộ, quốc phòng, công an, y tế, ủy ban nhân dân các tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương chỉ đạo. A. Ra soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng. Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở và những nơi vi phạm, không thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. B. Chấn chỉnh kiểm soát chặt chẽ hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo. Chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh. C. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép. D. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 7. Các bộ, cơ quan thông tin và truyền thông, y tế, đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí, tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh, để người dân không chủ quan lơ là, đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh. Khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, tiêm vaccine phòng dịch, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch. 8. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, chủ trì chỉ đạo, Bộ Y tế xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về nguy cơ, mức độ lây nhiễm, khi nào là có dịch và phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện, tình hình thực tế để quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. 9. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hãy vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của quốc gia, dân tộc tự giác, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của các cấp, có thẩm quyền về phòng chống khắc phục hậu quả của dịch COVID-19. Bộ Y tế đã có công điện khẩn số 583 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cho biết hiện nay nước ta đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, trong những ngày qua, vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố để xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại các khu vực công cộng,
như bãi biển, khu vui chơi, du lịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia điện đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung như không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm. Trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khử khuẩn, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Xem xét chỉ đạo dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết, quán bar, karaoke, vũ trường, game có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện công điện khẩn số 08 CDUBNZ ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kính gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Thực hiện công điện khẩn số 08 CDUBNZ ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để tiếp tục kiểm soát, không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn thị xã và bảo đảm phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện ngay những nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện công điện số 541 CDTTG ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Công điện số 07 CDUBNZ ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công điện số 05 CDUBNZ ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ngay và quyết liệt các nội dung công điện khẩn số 08 CDUBNZ ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 2. Trên cơ sở nội dung công điện số 05 CDUBNZ ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức rà soát, truy vết các đối tượng F2, F3 của trường hợp F1 là ông Lê Văn Tư, thôn Kiếu, xã Anh Sơn, đi cùng xe với bệnh nhân 2899 Hà Nam. Và trường hợp F1 là bà Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc, người có xét nghiệm dương tính lần 1 với COVID-19. Đặc biệt là các đối tượng đi cùng chuyến xe với bà Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố Sơn Thắng, phường Nguyên Bình, trên xe Trường Hằng, biển số 36B-02638, xuất phát từ Hà Nội vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 về Nghi Sơn, vào hồi 3 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2021. Thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã, phường, thôn, bản, khu phố hàng ngày để nhân dân biết tự giác đến trạm y tế hoặc tổ giám sát phòng chống dịch xã, phường để khai báo, hoặc người dân phát hiện các đối tượng F2, F3 để báo cáo Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Tổ giám sát thôn, bản, khu phố, ngành y tế, công an để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định. Tổ chức rà soát, truy vết, phân loại đối tượng,
nếu phát hiện các đối tượng trường hợp là F2 của trường hợp F1 nêu trên, báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã, Thường trực Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã và áp dụng ngay biện pháp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định. Đối với các trường hợp là F3 của các trường hợp F1 nêu trên, thì lập danh sách và hướng dẫn đối tượng tự theo dõi sức khỏe của bản thân. Nếu có biểu hiện bệnh đường hô hấp, sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế công lập gần nhất để khám và tư vấn sức khỏe. Ủy ban nhân dân các xã, phường, các ban, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường Nguyên Bình, Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn thực hiện rà soát, điều tra, truy vết nhanh chóng, phát hiện các đối tượng F2, F3 của các trường hợp F1 nói trên sớm nhất và cách ly triệt để. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trước Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mai Sĩ Lân. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1053 QĐ-BIT về việc ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, cụ thể như sau. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. A. Tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh, bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế, theo chỉ định của bác sĩ, không phải đeo khẩu trang. B. Tại hộ gia đình, có người cách ly y tế tại nhà. Người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải đeo khẩu trang. Khách khi đến, rời khỏi, trong suốt thời gian thăm làm việc tại hộ gia đình, có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. Tại nơi có không gian kín. A. Tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình. Khách hàng khi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. B. Tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. C. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, bao gồm cả kinh doanh thức ăn đường phố. Khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng, chờ dịch vụ, phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ, tại chỗ, phải đeo khẩu trang. C. Tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao có tính chất nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan, đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét quyết định. Tại nơi tập trung đông người. A. Tại chung cư, tất cả cư dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ của gia đình. Khách khi đến thăm, rời khỏi và làm việc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài căn hộ của gia đình. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động trong chung cư phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. B. Tại trường học, tại trường mầm non, trường mẫu giáo,
người đưa đón trẻ, cha mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đón trẻ về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học, người đưa đón học sinh, cha mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đi đến trường và khi ra về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón học sinh. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục tập trung, học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Khách khi đến thăm rời khỏi trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. C. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa. Hành khách khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình chờ đợi, làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang. C. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch. Khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. D. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng, sửa chữa. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. E. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu và biểu diễn. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang. G. Tại địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh, tất cả những người tham gia khi đến rời khỏi trong suốt thời gian ở địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang. H. Tại sự kiện tập trung đông người trong nhà, rạp chiếu phim, rạp hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện phải đeo khẩu trang trừ những người đang biểu diễn, thi đấu, phát biểu. Ban tổ chức sự kiện, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại sự kiện tập trung đông người trong nhà phải đeo khẩu trang. Y. Tại sự kiện tập trung đông người ngoài trời, sự kiện thi đấu thể dục thể thao, âm nhạc, meeting, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện phải đeo khẩu trang, trừ những người đang biểu diễn, thi đấu, phát biểu và những sự kiện đảm bảo được khoảng cách giãn cách tối thiểu 2 mét cho người tham gia. Ban tổ chức sự kiện, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi trong suốt thời gian làm việc tại sự kiện tập trung đông người ngoài trời phải đeo khẩu trang. K. Tại khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời, vườn hoa, công viên, quảng trường,
điểm dừng khi tham gia giao thông. Tất cả những người tham gia phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần dưới 2 mét và những người không tiếp xúc thường xuyên. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời phải đeo khẩu trang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.